Wow, cái này nè, trồng đỏ á, cái trồng nó to ghê chưa các bạn, đẹp quá à. Đó, đẹp nó dễ sợ luôn, bóng đẹp nè, trong trong quay mà cái màu cũng rất đẹp nữa. Ăn với cháo là rất ngon luôn á. Cho các bạn, hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách làm trứng vịt muối nha các bạn. Trứng vịt muối thì Taylor có chuẩn bị là 2 dozen và 24 cái trứng nè các bạn, 20 trứng trứng vịt. Thì trứng vịt này thì Taylor mua ở trong chỗ người mấy người nuôi vịt á các bạn, nhiều quá rồi xong người ta lượm trứng rồi người ta bán. Taylor phải gần nhà Taylor cũng có một cái người người ta nuôi vịt á, rồi xong người ta bán trứng. Taylor đi vô đó Taylor mua. Cái này là trứng vịt mà chưa có bỏ vô tủ lạnh luôn á các bạn. Cái này là tươi luôn á nha. Thì Taylor mua 3 dozen nhưng mà hôm nay Taylor làm 2 dozen là 20. Một chục là 12 trứng, Taylor làm 20. Thì ở đây Taylor đã rửa sạch sẽ, mình rửa thật là sạch luôn nha các bạn. Mình lấy cái đầu rửa chén á, mình chùi cho nó sạch thiệt là sạch. Rồi xong rồi mình để cho nó gáo nước cho nó khô hết cái trứng vịt của mình nha. Giống như đây, bây giờ nó rất là sạch luôn nè. Rồi, 20 trứng vịt thì Taylor dùng 750g muối các bạn, này muối biển, muối. Ở đây là Taylor có thêm 50g đường cát trắng để cho nó làm cái dịu cái muối lại á các bạn. Cái muối này 750g là khoảng chừng 2 cắp muối á các bạn. 2 cắp muối dung á. Còn cái này là 50g là khoảng chừng 1/4 cắp đường. Cái này là quế nè, quế khô nè, quế khô mà quế cây á các bạn. Thế là dùng một cây bự to giống vậy nha. Rồi ở đây là bông tai hồi. Bông tai hồi thì thay là dùng khoảng chừng 4-5 bông vậy đó. Ở đây thay là có 4 bông nè. Này, cái này là bông tai hồi nè các bạn. Các bạn có thể mua ở chợ Việt Nam hoặc là chợ Tàu, chợ nào cũng có hết, chợ ở Châu nào cũng có hết. Ở đây đó là quế nè, quế cây nè các bạn, quế khô nè. Thì ở đây là cinnamon, là dry cinnamon, là quế khô. Rồi gừng á thì mình cũng cắt mấy lát bỏ vô cho nó thơm á các bạn. Cái này là nguyên liệu này là thật ra mình không có cần, nhưng mà cái này bỏ vô thì làm cho cái trứng vịt của mình nó thơm hơn, nó ngon hơn các bạn. Rồi thế là sẽ dùng 3 lít rưỡi nước lạnh thôi. Còn đây là rượu trắng các bạn, rượu trắng nấu ăn nè. Thế là sẽ dùng khoảng chừng 100ml hoặc là 100g. Đây nè các bạn, mình có thể mua chợ Việt Nam, chợ nào cũng có bán nha. Mình phải cần một cái hũ to giống vậy nha các bạn. Cái hũ to giống vậy đây. Cái hũ của Taylor là khoảng chừng 5 lít nước á. Nhưng mà là Taylor bỏ trứng vịt từ vô nữa. Rồi quế cây nè với lại bông tai hồi Taylor sẽ bỏ vô đó cái chảo. Mình rang cho nó thơm nha các bạn. Mình rang lên khi nào mình nghe cái mùi nó thơm lên là được nha các bạn. 1-2 phút á. Mình không cần phải rang nhiều, mình chỉ rang lên mình nghe cái mùi thơm là được. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái quế này vô cái son luôn nè các bạn. Quế với lại bông tai hồi bỏ vô luôn. Mình sẽ bỏ gừng, cái gừng này vô luôn các bạn. Sau đó thay lời bỏ hết muối vô. Và thay lời cũng bỏ đường vô luôn. Mình sẽ khuấy lên để cho đường muối nó tan nha. Nấu cho nó sôi lên để cho đường muối nó tan. Rồi hộp vịt này Taylor sẽ bỏ vô cái thau các bạn. Sau đó Taylor sẽ bỏ rượu vô, rượu nấu ăn á. Mình sẽ ngâm trong rượu chút khoảng chừng 5 phút. Wow, cái trứng vịt này cũng to lắm đó các bạn. Nếu mà các bạn muốn mua trứng vịt tươi giống Taylor á, mình có thể lên trang mạng
Craigslist.com đó các bạn. Ở trên đó có nhiều người người ta đăng lên á, rồi mình nếu mà có người ta sẽ đẩy giá luôn. Nếu mà các bạn thích thì các bạn message người ta sẽ, mấy người bán sẽ trả lời khi nào người ta có mình mua. Rồi đây là 100ml rượu trắng nè các bạn, rượu nấu ăn á. Hay là sẽ đổ lên cái trứng nè. Mình sẽ đổ trứng vịt lên cho nó ướt hết, xong cái mình mà xo cho cái rượu á, nó dính vào cái vỏ trứng vịt á các bạn. Rồi xong rồi cái rượu này nè, nó thấm vô trong bên trong cái trứng vịt á, nó sẽ làm cái tròng đỏ của mình nó thơm hơn. Rồi mang bao tay vô các bạn, mỗi cái trứng cái mình xo đều giống vậy nè, để cho cái rượu nó thấm vào cái trứng á các bạn. Đó. Rồi xong rồi mình để qua một cái vỉ nha. Mỗi cái trứng mình xo đều với rượu gì đó. Rồi sau khi các bạn mà so với rượu trứng với rượu cho trứng rồi các bạn sẽ là bỏ lên cái vỉ này nè, và xong rồi mà một hồi cái phía trên nó khô á, mình đặt cái phía dưới mình để xuống để cho cái phía dưới nó khô luôn, rồi mình bỏ vô keo được nha các bạn. Đó, ở dưới nó còn hơi ướt nè, mình đặt lên cho nó khô luôn. Rồi cái nước này bây giờ nó sôi lên rồi nè các bạn. Sôi lên thì mình tắt lửa. Tắt lửa xong mình để cho nó nguội, thiệt nguội mình mới bỏ vô cái, mình xếp trứng vô cái hũ rồi mình mới bỏ nước này vô nha. Rồi thôi là để đây cho nó nguội. Rồi các bạn, bây giờ cái nước của mình đã nguội hết rồi. Các bạn sẽ nhìn trong cái son á, thì thấy nước muối nó lóng ở dưới á. Thì là không có lấy cái cặn ở dưới, thì là chỉ lấy cái nước trong ở trên thôi nha. Rồi mình múc, mình bỏ vô cái trứng của mình thôi. Gần tí. Trứng nó nổi lên vậy đó các bạn. Cho nên mình phải chườm một tí nước muối. Xong rồi mình bỏ vô cái bịch nè. Mình dặn nó xuống. Rồi các bạn, đây là cái nước muối nè. Đây là bỏ vô cái bịch. Cái bịch Ziploc này nè. Không ơi, các bạn bắt cái bịch gì cũng được. Mình về mình nhận nó trứng trong này, để cho trứng nó đừng nó nổi lên cái mặt nước. Tại vì với lại cái nước này là phải cái nước muối mà mình ngâm trứng nha các bạn. Để không thôi là nếu như mà lỡ mà cái bịch nó có bể ra đó, thì cái nước muối nó vẫn là cái nước muối của nước muối ngâm trứng. Nếu không thôi là nó ra cái nước mà nếu mà các bạn dùng cái nước bình thường á, nó sẽ ra cái nước đó làm hư cái trứng của mình. Rồi bây giờ là mình đậy lại, mình để chỗ nào trong nhà mình mát mát á các bạn, tối. Rồi khoảng chừng trên 3 tuần mới ăn được nha các bạn, hay là sẽ để 4 tuần. Hoặc là 1 tháng. Rồi, mình đậy vậy nè các bạn. Mình xoay xung quanh coi cái trứng của mình có chìm xuống dưới mặt nước hết không nha. Trứng của mình á là phải ở dưới cái mặt nước, nếu không thôi nó nổi lên là nó bị hư trứng. Rồi một tháng sau thì mình mở ra mình cho các bạn xem cái phía bên trong của trứng như thế nào. Đây là các bạn, đây là trứng muối của Taylor, trứng vịt muối. Bây giờ sau khi một tháng là muốn bây giờ Taylor muốn lấy ra và cho chia sẻ cho các bạn cái phía bên trong của trứng như thế nào nha. Thì sau khi một tháng thì Taylor không có đặn bậy gì hết đó các bạn. Thì Taylor để trong đây luôn nè. Bây giờ mình lấy ra mình ăn với cháo với là chất gan, rồi còn lại thì là sẽ lấy cái trứng trong phía bên trong cho các bạn ra xem nè. Cái phía trứng bên trong đó thì mình có thể này, các bạn thấy đó, cặn ở dưới là cặn của muối ha các bạn. Muối với lại wow, thơm quá, thơm mùi rừng với lại trứng đây nè. Ok, mình đem qua nước mình rửa. Rồi bây giờ thì lấy ra các bạn, wow, có cái quế với lại gừng với lại hoa hồi này á, nó thơm ghê luôn.
trứng nè. Wow, các bạn thấy cái bên trong không? Thấy luôn nè. Giờ mình đập ra nha. Wow, đây là trứng muối phía bên trong. Rửa nước luôn nè các bạn. Các bạn thấy nè, wow, dễ thương không? Cái màu rất là đẹp luôn á. Wow, wow, các bạn thấy cái màu vậy đẹp ghê chưa? Này mình có thể lấy ra mình làm bánh. Wow, cái trứng mà cái màu nó xanh xanh ở ngoài á các bạn, thì cái hạt trứng phía bên trong nó đỏ hơn. Wow, các bạn thấy cái màu á, màu cam cam. Đây, nếu mà các bạn làm bánh á, giống như làm bánh trung thu á, thì mình có thể lấy 21 ngày là mình lấy ra, 3 tuần mình lấy ra được rồi các bạn. Cái này thì là để 1 tháng luôn. Rồi giờ mình bỏ vô xô này mình luộc nha các bạn. Dặn lửa là mình luộc. Wow, cái này nè, trồng đỏ á. Cái trồng nó to ghê chưa các bạn. Đẹp quá à. Tạo luôn bóng đẹp nè. Chồng quay rồi mà cái màu cũng rất đẹp nữa. Rồi trứng thì là mới lấy ra nè các bạn. Nóng còn nóng. Nhưng mà thưa là cắt. Cái này mình bổ ra xong cái mình cắt ngay nè. Wow, đây nè các bạn. Rồi đây các bạn, đây là trứng muối nè các bạn. Cái trứng muối các bạn nhìn thấy cái màu rất là đẹp luôn. Màu cam, cam đã đỏ. Đây, nhìn bóng mà đẹp dễ sợ luôn. À, mấy cái nào mà nhỏ nhỏ thì cái trong đó, nó trong, có nghĩa là nó cứng hết vô tới bên trong luôn nha các bạn. Cái trứng nào mà nó hơi to thì nó hơi còn hơi ở trong đó, giống như cái này nè. Thì là luộc lên nè, các bạn thấy nè, nó chưa có đặt ở trong hết luôn. Nhưng mà cái cỡ này là các bạn làm bánh rất là ngon. Cái này á, nếu như các bạn muốn trong hết thì mình phải để thêm 10 ngày nữa, là 1 tháng 10 ngày. Wow, để, nhưng mà vậy là làm bánh nó ngon rồi các bạn. Mấy cái này là thay là để dành làm bánh nè. Này mình có thể bảo quản ở trong tủ đông đá nha. Và sau mà khi nào mình làm bánh á, thì mình lấy ra mình khuếch dầu mèo mè lên rồi mình nướng. Rồi mình làm bánh trung thu, thay là làm bánh trung thu rất là nhiều. Cho nên mấy cái trứng này làm bánh trung thu rất là ngon. Đây, ăn trứng muối với lại cháo nè, cháo trắng nè các bạn, hay là có thêm tép gan. Thì bây giờ theo là ăn thử cái trứng muối nè, rồi chia sẻ cho các bạn nha. Cái trứng muối bên đây cho gần. Wow, trứng này có nhiều mỡ lắm nè các bạn. Hay là cảm nhận thì không có cái độ mặn, nó cũng được rồi các bạn, nó cũng không có mặn chát luôn, ăn chế cháo nó còn ngon. Rất là hấp dẫn. Wow, ngon lắm các bạn. Cái trứng rất là thơm, tại vì là nó thơm cái mùi quế với lại bông hoa hồi á, với lại gừng nữa, cho nên nó thơm lắm, nó không có tanh. Ăn với cháo là rất ngon luôn á. Cái này rất là hợp làm bánh trung thu luôn các bạn, nó thơm mùi quế rồi nè. Này là tép gan, ăn thử. Wow, món trứng muối này ăn với loại cháo là số 1 luôn nha các bạn. Cháo mình nấu đặc đặc với mình nè. Wow, ngon quá. Rồi, Taylor mong rằng các bạn thích trứng muối, trứng vịt muối của Taylor ngày hôm nay. Nếu như các bạn thích, xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.